Chào quý vị, hôm nay nhóm thành danh Dovalen và các cộng sự xin gửi đến quý vị clip thực tế tiến độ dự án Habana Island. Video gồm có hai phần, phần 1 là clip ngắn giới thiệu đầy đủ thông tin về Habana Island, phần 2 là clip flycam thực tế tiến độ Habana Island mới nhất năm 2021. Đừng quên đăng ký kênh để nhận những video mới nhất ngay khi phát hành, và cho danh và nhóm cộng sự một like để có động lực làm video phục vụ quý vị nhé. Và bây giờ là phần 1. Habana Island sở hữu vị trí độc đáo trên dãy bờ biển tuyệt đẹp với hơn 3.000 mét tiếp giáp biển và sông. Một mặt giáp biển Đông bao la, một mặt giáp dòng sông Rai hiền hòa, đón nhận quốc khí tài lộc của đất trời, mang dòng chảy thịnh vượng đến từng không gian sống. Nhờ địa thế độc đáo này, các căn biệt thự tại đây đều có tầm nhìn panorama thoáng đãng. Trục tiện ích kết nối từ dòng sông đến bờ biển tạo nên không gian độc đáo giữa nét Việt giao thoa cùng tinh hoa thế giới. Là nơi lý tưởng tổ chức những lễ hội, sự kiện truyền thống Việt Nam đến những hoạt động mang tầm cỡ quốc tế. Tận hưởng phong cách thượng lưu và những trải nghiệm xa hoa thời thượng. Không gian nghỉ dưỡng tuyệt mỹ, phong cách tận hưởng thượng lưu sẽ góp phần gia tăng giá trị cho gia chủ. Habana Island dễ dàng kết nối với những tiện ích nổi trội của chuỗi Novagu Hồ Tràm, như khu Safari, công viên hoang dã đầu tiên tại miền Nam Việt Nam, công viên giải trí Tropicana Park, tổ hợp giải trí biển Wonderland, góp phần nâng tầm dịch vụ và gia tăng giá trị cho các sản phẩm C cần home tại Habana Island. Sở hữu một C cần home tại Habana Island là sở hữu chốn nghỉ dưỡng thiên đường và giá trị đầu tư bền vững cùng với thời gian. Phần 2 mời quý vị xem tiến độ thực tế từ công trường dự án Habana Island gửi về. Song song đó là những thông tin về thị trường để quý vị có cái nhìn khách quan trong việc quyết định đầu tư. Sở hữu địa thế giáp biển, sông, phân kỳ Habana Island thuộc dự án Novagu Hồ Tràm, Bà Rịa, Vũng Tàu đang thu hút thị trường ở phân khúc C cần home cao cấp. Là một trong bốn phân kỳ đã ra mắt tại Novagu Hồ Tràm, Habana Island gây được tiếng vang nhờ sở hữu vị trí đặc biệt, nơi sông Rai đổ ra biển, với đường tiếp giáp biển và sông dài hơn 3.000 mét. Nhờ vị trí này, các dòng sản phẩm C cần home tại Habana Island có tầm nhìn ấn tượng, vừa hướng sông vừa hướng biển, nằm cách trục giao thông chính, cách đường ven biển khoảng 2 km, tách biệt với khu dân cư. Habana Island có đủ sự riêng tư cần thiết, tạo nên một không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp. Nhắm vào phân khúc cao cấp, phân kỳ này chỉ giới thiệu gần 400 sản phẩm C cần home ra thị trường, gồm các dòng như biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, shop house, boutique hotel, mansion dinh thự. Tổng thể dự án Habana Island được xây dựng mang đậm dấu ấn đặc trưng văn hóa vùng biển Caribe, tạo nên một bức tranh rực rỡ. Không chỉ bổ sung nguồn cung biệt thự biển cao cấp cho Hồ Tràm, Habana Island còn được kỳ vọng thay đổi bộ mặt thị trường nghỉ dưỡng với hệ thống tiện ích độc đáo, lần đầu có mặt tại đây. Trong đó, khách sạn cao cấp Grand MQ được phát triển ngay trên trục kết nối giữa quảng trường biển và quảng trường sông, cung cấp 250 phòng tiêu chuẩn 5 sao. Dưới sự quản lý và vận hành của tập đoàn Accor, tiện ích này sẽ góp phần gia tăng giá trị cho chuỗi sản phẩm nghỉ dưỡng tại đây. Quảng trường sông kết hợp bến du thuyền trên diện tích 2.000 m2 xuyên suốt và nối liền đến quảng trường biển 5.000 m2 sẽ là nơi tổ chức những sự kiện độc đáo cho giới thượng lưu. Nội khu dự án còn bố trí nhà hàng, spa, gym và các dịch vụ phụ trợ với tầm nhìn hướng biển phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của cư dân và du khách. Bên cạnh đó, Habana Island còn gây ấn tượng với cụm công viên trung tâm, chú trọng kiến tạo môi trường sống xanh cho cư dân. Với những con số biết nói từ Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, trong năm 2020, tỉnh thu hút gần 11 triệu lượt khách,
Đối chiếu với số liệu từ Tổng cục Thống kê, tỉnh này đã 7 năm liên đón trên 10 triệu lượt du khách mỗi năm. Riêng năm 2019, Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận kỷ lục hơn 17,7 triệu lượt khách. Trong tháng 3 và tháng 4 năm 2021, Sở Du lịch tỉnh cho biết, lượng khách đến huyện Xuyên Mộc tăng hơn 68% so với cùng kỳ năm ngoái. Hồ Tràm hội tụ đủ tiềm năng để trở thành một điểm đến du lịch nghỉ dưỡng cao cấp không chỉ ở Việt Nam mà còn cả khu vực. Nơi đây chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 1,5 giờ di chuyển lại sở hữu một trong những bờ biển đẹp nhất thế giới theo bình chọn của CNN Go, cùng những cánh rừng tràm nguyên sinh bạt ngàn. Vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ là lợi thế giúp nơi đây thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Riêng tư đắt giá, đáng sưu tầm như second home biển tại Habana Island. Bất động sản nghỉ dưỡng hạng sang chưa bao giờ được đo bằng diện tích căn nhà hay số lượng phòng, hay thậm chí bằng số lượng tiện ích bên trong dự án. Trong danh sách 10 định nghĩa của bất động sản hạng sang do công ty bất động sản quốc tế danh tiếng Christie đưa ra, có hai yếu tố bất ngờ được nhắc đến. Đó chính là tính riêng tư tuyệt đối và tính sưu tầm được. Riêng tư tuyệt đối và giàu tính sưu tầm. Cụ thể, ở thời đại mà nhất cử nhất động của chúng ta đều công khai trên mạng xã hội, tính riêng tư được giới siêu giàu và người nổi tiếng rất coi trọng khi tìm một ngôi nhà thứ hai như một chốn yên bình để tránh khỏi cặp mắt dòm ngó của công chúng cho những chuyến nghỉ dưỡng thường xuyên. Tính sưu tầm của phân khúc này dựa trên yếu tố khan hiếm của sản phẩm, giống như một tác phẩm nghệ thuật có 102 hay một chiếc đồng hồ đắt giá dòng limited, những biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp có số lượng rất giới hạn. Khi sở hữu những sản phẩm này, chủ nhân có một sự tự hào tương đương như khi sưu tầm được một bức tranh của Andy Warhol hoặc một chiếc xe Bugatti đắt giá chỉ sản xuất 70 chiếc mỗi năm. Đáp ứng cả hai tiêu chuẩn về tính riêng tư và tính sưu tầm, phân kỳ Habana Island thuộc dự án Nova Gua Hồ Tràm, tỉnh Xuyên Mộc, Bà Rịa, Vũng Tàu được săn tìm bởi giới thành đạt. Giá trị của bất động sản nghỉ dưỡng định danh Habana Island. Thực tế chứng minh nhà ở nơi gần biển, sông và hồ, với tầm nhìn thoáng đãng, quang cảnh đẹp, gần gũi với thiên nhiên, luôn được ưa chuộng. Nhu cầu cho loại hình bất động sản hướng thủy này luôn cao, trong khi nguồn cung chỉ có giới hạn do quỹ đất khan hiếm. Trong báo cáo của Knight Frank, công ty tư vấn bất động sản quốc tế, bất động sản hướng thủy trên toàn cầu hiện có giá cao hơn trung bình khoảng 40% so với sản phẩm cùng quy mô, tiện ích, chất lượng xây dựng. Là một bán đảo với địa thế cực kỳ độc đáo, cách trục đường ven biển Hồ Tràm khoảng 2 km, tại vị trí sông Tray đổ ra biển, Habana Island đáp ứng hoàn hảo mọi chuẩn mực riêng tư chủ nhân tương lai có thể mong đợi. Những căn villa biển ở Habana Island có thể được ví von như có hai mặt tiền biển và sông. Tại bất kỳ vị trí nào trên bán đảo, chỉ cần khoảng 5 phút đi bộ, cư dân tại đây có thể ra gặp biển trời Hồ Tràm trong xanh hay có những cuộc dạo chơi dọc quảng trường sông lộng gió. Góp thêm giá trị cho Habana Island là hệ sinh thái tiện ích đa dạng tại đây. Nổi bật nhất là bến du thuyền đặc quyền dành cho cư dân. Ngoài ra, khách sạn cao cấp Grand Mercure được phát triển ngay trên trục kết nối giữa quảng trường biển và quảng trường sông, cung cấp 250 phòng tiêu chuẩn 5 sao. Dưới sự quản lý và vận hành của tập đoàn Accor, tiện ích này sẽ góp phần gia tăng giá trị cho chuỗi sản phẩm nghỉ dưỡng tại đây. Quảng trường sông kết hợp bến du thuyền trên diện tích 2.000 m xuyên suốt và nối liền đến quảng trường biển 5.000 m sẽ là nơi tổ chức những sự kiện nghệ thuật độc đáo. Nội khu dự án còn bố trí nhà hàng, spa, gym, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, chăm sóc sức khỏe của cư dân và du khách. Chỉ địa thế hiếm có của Habana Island cũng đã xứng đáng để các sản phẩm ngôi nhà thứ hai tại đây lọt vào danh mục những bộ sưu tập bất động sản hạng sang. Habana Island chỉ giới thiệu ra thị trường khoảng 400 sản phẩm second home như biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, shop house, boutique hotel. Mỗi second home tại Habana Island sẽ có kiến trúc định danh, tôn vinh tính độc bản và gu thẩm mỹ riêng của từng chủ nhân. Cực kỳ riêng tư, nhưng Habana Island vẫn bảo đảm tính kết nối không thể thiếu đối với bất động sản nghỉ dưỡng hạng sang. Thực tế, tính kết nối của Habana Island phải được đánh giá gần như hoàn hảo vì chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh 90 phút đi xe và cách sân bay Long Thành 60 phút và ngay cửa ngõ khu đường ven biển Hồ Tràm. Với những lợi thế thiên nhiên, kết nối và hạ tầng, Habana Island được kỳ vọng tiếp thêm động lực bứt phá cho thị trường du lịch cao cấp tại Hồ Tràm. Sở hữu biệt thự Habana Island với nội thất hoàn thiện cùng cam kết cho thuê 800 triệu đồng mỗi năm, ưu đãi 5% từ ngân hàng hỗ trợ, miễn phí 60 tháng phí quản lý. Liên hệ hotline 0778 282 282 để được đội ngũ chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm hỗ trợ quý vị nhé.